Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide. Nhiều cán bộ bị kỷ luật và bị đề nghị thi hành kỷ luật tại kỳ họp thứ 2 Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 13. Chính quyền cùng người dân xã vùng cao biên giới tỉnh Lạng Sơn nỗ lực phòng chống dịch COVID-19 cùng mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Thưa quý vị, ngày 22 tháng 3 tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc điện đàm với Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide. Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide khẳng định coi trọng quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản và quyết tâm đóng góp vào việc phát triển hơn nữa quan hệ hai nước. Thủ tướng Nhật Bản cũng cho biết, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, Nhật Bản sẽ tiếp tục hợp tác với Việt Nam trong phòng chống dịch và bày tỏ mong muốn phối hợp chặt chẽ, đưa quan hệ hai nước phát triển toàn diện, thực chất hiệu quả, hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào năm 2023. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, thời gian qua, quan hệ Việt Nam-Nhật Bản cũng như quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản đang tiếp tục phát triển tốt đẹp và khẳng định Việt Nam nhất quán coi Nhật Bản là đối tác chiến lược quan trọng hàng đầu, lâu dài, tin cậy cao. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị hai bên tăng cường giao lưu, tiếp xúc các cấp, đề nghị Nhật Bản tiếp tục đồng hành hỗ trợ Việt Nam thực hiện thành công các chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội mà Đại hội 13 đã thông qua, tăng cường kết nối hai nền kinh tế. Tại cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi ý kiến về các vấn đề khu vực quốc tế cùng quan tâm. Tại cuộc gặp mặt với các thế hệ cán bộ đoàn qua các thời kỳ và các cán bộ đoàn tiêu biểu được trao giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2021 nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vào chiều ngày 22 tháng 3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đề nghị công tác đoàn và các phong trào thanh niên cần được đổi mới, sáng tạo trong vận động, học tập kết hợp với đoàn kết thanh niên ở cả trong và ngoài nước, cùng chung tay đưa đất nước phát triển bằng khoa học công nghệ, bằng khát vọng tự cường của đất nước, của lớp trẻ. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cũng cần thực hiện tốt nghị quyết của Đảng về công tác thanh niên. Bên cạnh đó, các cấp bộ đoàn cần tổ chức thực hiện tốt các chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống, văn hóa cho thế hệ trẻ, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa. Sáng ngày 22 tháng 3, chủ trì phiên họp thứ 4 của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia đề nghị cần xây dựng các phương án để cuộc bầu cử diễn ra an toàn, thuận lợi trong trường hợp thiên tai, dịch bệnh. Theo báo cáo, tính đến hết ngày 19 tháng 3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đã hoàn thành việc tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 2 để lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội và người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã nhận được 1.136 hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và 7.495 hồ sơ của người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh. Trên cơ sở chỉ đạo của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, công tác thông tin, tuyên truyền, an ninh, phòng chống dịch COVID-19, giám sát, kiểm tra công tác bầu cử đã được triển khai đúng kế hoạch. Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử cho thời điểm hiện nay. Chúng ta đã có kinh nghiệm bầu cử sớm và đề nghị là Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia thông báo đến các địa phương có nhu cầu bầu cử sớm để đăng ký. Và chúng ta nhớ rằng theo luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thì cái việc có bầu cử sớm hay không là do Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Về kê khai tài sản, tôi cũng đề nghị là Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia xin ý kiến các cơ quan trao đổi là trong cái trường hợp mà bản kê khai tài sản chúng ta phải nhớ là trong hiến pháp quy định là tài sản cá nhân được tôn trọng và bảo vệ. Đó là đặc biệt, đó là cái bí mật của riêng người ta. Còn chúng ta khi công khai là công khai cho ai? Là cho cái ban chỉ đạo bầu cử, cho cái bộ phận làm tiếp nhận hồ sơ. Chứ không phải là đem công khai, đem dán ở nơi công cộng. Tôi đi một số tỉnh như anh Lưu nói, người ta cũng hỏi. Phải hướng dẫn cho kỹ. Các địa phương cần tiến hành lấy ý kiến cử tri nơi công tác và nơi cư trú với các ứng viên đại biểu Quốc hội.
còn người tự ứng cử thì không phải lấy ý kiến cử tri nơi công tác. Tại phiên họp, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã thông qua các nghị quyết hướng dẫn xử lý trường hợp khuyết người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân vì lý do bất khả kháng và nghị quyết nguyên tắc phân bổ người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 ở Trung ương về ứng cử tại địa phương. Còn trong buổi chiều ngày 22 tháng 3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã đồng chủ trì hội nghị tổng kết công tác phối hợp giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Năm 2020, công tác phối hợp giữa hai cơ quan tiếp tục được tăng cường và đạt kết quả tốt đẹp, nổi bật là công tác phối hợp xây dựng luật, pháp lệnh. Việc phối hợp trong tập hợp, xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được chú trọng, đẩy mạnh. Trong công tác tiếp xúc cử tri, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân. Và trong giám sát, nhất là giám sát chuyên đề, giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri và nhân dân. Sự phối hợp giữa hai bên cũng có nhiều đổi mới, theo hướng thiết thực, đề cao trách nhiệm của mỗi bên, góp phần phản ánh đầy đủ, toàn diện, tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân. Chúng tôi thấy là chúng ta nên phối hợp chặt chẽ hơn trong các hoạt động giám sát để tránh cái việc mà bên đây giám sát rồi thì bên kia lại giám sát tiếp, tức là sẽ không trùng về nội dung mà cần có cái phối hợp để đóng góp cho đảng, nhà nước, cho Quốc hội những cái vấn đề là thuộc về cái quốc kế dân sinh, tất cả những cái tâm tư, tình cảm, nguyện vọng cử tri, chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước mà đưa xuống dân. Thì thực hiện như thế nào, tiếng nói của mặt trận rất quan trọng. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đề nghị hai cơ quan cần đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện luật, pháp lệnh, nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri, tăng cường thực hiện nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội tin tưởng kế thừa những kết quả đạt được, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ phối hợp tốt hơn nữa, thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ được giao. Dưới sự chủ trì của ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, trong các ngày 18, 19 và 22 tháng 3 tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 13 đã họp kỳ thứ 2. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét quyết định một số nội dung sau. Sau khi xem xét trách nhiệm liên quan đến các sai phạm trong quản lý sử dụng khu đất số 2, 4, 6, Hai Bà Trưng, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Phan Đăng Tuất, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bia rượu nước giải khát Sài Gòn Sabeco. Bên cạnh đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Tất Thành Cang do trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã vi phạm rất nghiêm trọng các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác quản lý sử dụng tài sản nhà nước tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một Thành viên Phát triển Công nghiệp Tân Thuận IPC và Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn Sadico. Khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lê Văn Phước do trong thời gian giữ cương vị tỉnh ủy viên, bí thư ban cán sự Đảng, chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Yên đã vi phạm rất nghiêm trọng trong công tác quản lý sử dụng tài chính của đơn vị. Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc thu hồi, hủy bỏ các nghị quyết, quyết định không đúng quy định về công tác cán bộ, đồng thời kiểm điểm xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan. Còn đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan Ban Kinh tế Trung ương và các cá nhân liên quan, Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc và sớm khắc phục những khuyết điểm do đã thiếu trách nhiệm, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình, thiếu nghiêm túc, nể nang, né tránh trong kiểm điểm, góp ý, đấu tranh phê bình đối với đảng viên vi phạm. Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã cho ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung quy định của Ban Chấp hành Trung ương thi hành chương 7 và chương 8 Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng và dự thảo quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 13 để trình Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương xem xét, quyết định. Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng đối với 3 trường hợp và quyết định một số nội dung quan trọng khác. Ngày 22 tháng 3 tại nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Chủ tịch Tổ chức Nghị sĩ Hữu nghị Việt Nam đã tham dự lễ trao huân chương Bắc Đẩu Bội Tinh bậc hiệp sĩ của nhà nước Pháp cho bà Nguyễn Thúy Anh, Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội, Chủ tịch nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Việt Pháp.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định đây là sự ghi nhận ý nghĩa đối với việc thúc đẩy quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, cũng như hoạt động nghị viện đa phương. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội cũng mong muốn bà Nguyễn Thúy Anh với vinh dự này sẽ tiếp tục nỗ lực thực hiện vai trò người đại biểu nhân dân, thúc đẩy mối quan hệ nghị viện hai nước cũng như là quan hệ Việt Nam và Pháp. Những thông tin đáng chú ý có trong phần sau của bản tin. Hà Nội công bố đồ án quy hoạch 4 quận nội đô, dự kiến 215.000 người và nhiều cơ quan, bộ ngành sẽ di rời khỏi khu nội đô lịch sử. Tìm hiểu về mô hình cộng đồng cùng tham gia bảo vệ nguồn nước mang lại kết quả cao của Hội Phụ Nữ thành phố Sóc Trăng. Dự kiến đến tháng 9 năm nay, Việt Nam sẽ có vaccine phòng COVID-19 đầu tiên. Thông tin tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 diễn ra vào chiều ngày 22 tháng 3. Chủ trì cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, việc nghiên cứu sản xuất vaccine phòng chống COVID-19 tại Việt Nam trong tình trạng khẩn cấp trên tinh thần chống dịch như chống giặc. Vì vậy, các quy trình thử nghiệm đã được rút ngắn tối đa, nhưng vấn đề an toàn luôn được đặt lên hàng đầu. Hiện Việt Nam đang nghiên cứu sản xuất 3 loại vaccine phòng COVID-19, trong đó vaccine Covivac đã bắt đầu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 vào ngày 15 tháng 3. Dự kiến vaccine của Vabiotech sẽ thử nghiệm lâm sàng vào đầu tháng 4. Vaccine Nanocovax đang thử nghiệm giai đoạn 2 trên 560 người và sẽ tiêm mũi 2 vào ngày 26 tháng 3. Các chuyên gia cho biết khó có khả năng thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 tại nước ngoài nên sẽ thử nghiệm trong nước và theo phương pháp so sánh hiệu quả bảo vệ với vaccine thương mại. Tổ chức Y tế Thế giới sẽ có quy trình và phương pháp so sánh cụ thể giữa vaccine thử nghiệm với vaccine đã lưu hành. Là một người Việt Nam kinh doanh trong thời COVID-19 đã khó, nhưng là người nước ngoài kinh doanh thành công được tại một đất nước xa xôi lại trong thời kỳ dịch bệnh như thế này, có lẽ là điều khó có thể tưởng tượng được. Tuy nhiên, Heino Radau, một họa sĩ người Đức, đã làm được việc đó nhờ kinh doanh áo phông do chính tay anh thiết kế. Và xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe câu chuyện của anh qua phóng sự sau đây. Khi bị mắc kẹt tại một đất nước xa lạ, ít người sẽ nghĩ đến chuyện ở lại và tìm cơ hội lập nghiệp. Tuy nhiên, Heino Radau, một nhà thiết kế đến từ Berlin, đã chọn ở lại tại Việt Nam khi đại dịch COVID-19 bùng phát và quyết định sẽ kinh doanh áo phông do chính anh tự làm. Lấy cảm hứng từ những đất nước mà anh đã đi qua, những thiết kế trên áo của Heino mang đậm hình ảnh đặc trưng của từng vùng miền. Bên cạnh đó, việc anh tự in áo phông thủ công cũng khiến nhiều người thích thú. Khi tôi vẽ những bức tranh của những thành phố, tôi cố gắng diễn tả những gì có ý nghĩa nhất đối với tôi, với những người bản địa, chứ không chỉ đơn giản là những danh lam thắng cảnh. Thế nên tôi vẽ những món ăn đường phố, chi tiết nhỏ như những ô cửa sổ, những cụm từ mà tôi hay thấy ở trên đường. Những yếu tố đó được kết hợp và hòa quyện với nhau. Sản phẩm cuối cùng phải đem lại cho tôi cảm giác giống với cảm giác mà Hà Nội cho tôi. Tuy có gặp rào cản về ngôn ngữ, nhờ có sự giúp đỡ của vài người bạn Việt Nam trong việc giao tiếp và tìm kiếm nguyên liệu đầu vào, từ tháng 8 cho đến nay, anh Heino đã bán được hơn 500 chiếc áo phông với giá tiền mỗi chiếc rơi vào khoảng 300.000 đến 600.000 Việt Nam đồng. Có nhiều lý do để giải thích cho thành công này của Heino. Khi tôi nhìn vào thị trường áo phông Việt Nam, tôi có cảm giác ai cũng làm mẫu áo phông giống nhau. Còn sản phẩm của Heino đặc biệt hơn so với những sản phẩm áo phông thông thường ở chính những thiết kế đặc biệt của anh. Tôi cũng nghĩ việc Việt Nam kiểm soát tốt đại dịch cũng đã khiến cho mọi người muốn tiêu thụ những sản phẩm liên quan đến Việt Nam, và điều này đã khiến cho nhiều người cảm thấy hứng thú với những chiếc áo phông của Heino. Việc bị mắc kẹt tại Việt Nam đã thay đổi dự định ban đầu của Heino. Giờ đây, anh đã có một kế hoạch khác cho tương lai của mình, một tương lai tại đất nước Việt Nam. Nền nghệ thuật ở Việt Nam tràn đầy tiềm năng. Đây là một thiên đường của sáng tạo, một nơi mà nhiều loại hình thủ công và văn hóa có thể phát triển rực rỡ. Tôi sẽ đưa mọi người lại với nhau để chúng ta cùng hợp tác, biến Hà Nội trở thành một thiên đường sáng tạo đẹp nhất có thể. Cả người bản địa lẫn người nước ngoài đang sống tại Việt Nam, mọi người có thể sản xuất tại đây và vươn ra thế giới.
Chiều ngày 22 tháng 3, phát biểu tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nhấn mạnh, thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã quan tâm chỉ đạo hoàn thiện cơ bản hệ thống chính sách dân tộc với tổng số vốn bố trí giai đoạn 2021-2025 là hơn 134.000 tỷ đồng và 41 chương trình chính sách mang tính chiến lược có ý nghĩa quan trọng và sẽ tác động to lớn đến sự phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Tuy nhiên, để thực hiện chương trình như nghị quyết của Quốc hội đã đề ra, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương phải xây dựng kế hoạch triển khai rất nhuần nhuyễn, ăn khớp, chuẩn bị kỹ càng, đầy đủ các nội dung, cơ chế chính sách, nguồn lực để có thể triển khai thực hiện ngay khi được Quốc hội phê duyệt về vốn và Thủ tướng phê duyệt quyết định đầu tư. Việc nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân vùng dân tộc thiểu số, vùng biên giới, vùng khó khăn luôn là vấn đề được Đảng và Nhà nước Việt Nam đặc biệt quan tâm. Và lần đầu tiên, nhiệm vụ tập trung kiểm soát đại dịch COVID-19 và xây dựng nông thôn mới cùng được đưa ra tại Đại hội Đảng lần thứ 13. Vừa giữ vững trận địa phòng chống dịch, vừa về đích nông thôn mới là một việc không hề dễ dàng, đặc biệt là với một xã vùng cao biên giới như là xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Ngày 8 tháng 2 năm 2021, những công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về nước qua đường mòn biên giới được đồn biên phòng Ba Sơn, xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn thu dung và chuẩn bị đưa đi cách ly tập trung. Từ khi có dịch Covid, xã Xuất Lễ đã lập hai chốt chặn để thu dung những đối tượng nhập cảnh trái phép và đưa đi cách ly theo quy định. Là một xã biên giới, Xuất Lễ có hơn 24 km đường biên giáp với Trung Quốc. Với nhiều đường mòn lối mở nên rất khó khăn trong việc quản lý. Thì ở đây là cũng rất là khó khăn về cái thứ nhất là điện nước thiếu là không có. Cái thứ hai nữa là sóng điện thoại là cũng không gọi được. Nhưng mà trong cái quá trình thực hiện nhiệm vụ thì anh em ở lán chốt thì cũng nêu cao quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, không để người xuất nhập cảnh trái phép lọt qua, tránh cái việc lây lan dịch cho dân địa bàn. Trong khi nhiều xã vùng biên khác không thể về đích nông thôn mới, thì Xuất Lễ đã làm được điều này, dù phải tập trung nguồn lực và con người cho công tác phòng chống dịch COVID. Song song với việc xây dựng các công trình phúc lợi xã hội như giao thông, thủy lợi, trường, trạm, nhiều mô hình kinh tế mới đã được triển khai giúp người dân thay đổi tư duy sản xuất và xóa đói giảm nghèo. Những cánh đồng khoai tây này chỉ mới bắt đầu được trồng từ năm 2019. Ủy ban Nhân dân xã đã liên kết với doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm khoai tây, giúp bà con cải thiện thu nhập, thêm gắn bó với mảnh đất quê hương. Do Ủy ban xã với lại trưởng thôn thuyết phục mô hình trồng khoai tây, tôi thấy mô hình này là hiệu quả hơn trồng lúa. Tôi có được tư vấn hết, có được hỗ trợ phân trồng rồi lại giống, xong là tôi quyết định trồng ạ. Chúng tôi có họp dân và vận động nhân dân là trồng cái cây khoai tây này thì đến nay là được gần 3 ha. Bà con nhân dân cũng thấy đảm bảo là sẽ hợp với cái thổ nhưỡng. Và cái thứ hai nữa là có thể là mang cái hiệu quả năng suất cao. Thực hiện mục tiêu kép của chính phủ vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế, sau 10 năm thực hiện, tháng 2 năm 2021, xã Xuất Lễ đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Tất cả các tiêu chí đều được đảm bảo, đặc biệt là công tác xóa đói giảm nghèo. Đến nay, tỷ lệ giảm nghèo của xã đã đạt 80%, một thành tích đáng ghi nhận so với tỷ lệ 14% năm 2019. Thì họ đã giảm bớt cái việc mà đi lao động làm thuê và đã phát triển kinh tế ở tại địa phương, thì cũng đã được những người lao động là tích cực hưởng ứng và thực hiện. Do vậy thì cái chỉ tiêu về đích nông thôn mới cũng đã đạt được. Xuất phát điểm là địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, một trong những xã biên giới vùng sâu vùng xa khó khăn nhất của tỉnh Lạng Sơn. Với phương châm người dân phải được hưởng lợi từ nông thôn mới, xã Xuất Lễ đã khơi dậy và phát huy nội lực của người dân, góp phần xây dựng vùng biên giới vững mạnh toàn diện. Các công trình ở phố cổ chỉ được phép cao từ 3 đến 4 tầng, nghĩa là từ 12 đến 16 mét. Khu vực Hồ Gươm và phụ cận được xây công trình cao không quá 16 mét. Đặc biệt là 215.000 người và nhiều cơ quan bộ ngành sẽ di rời khỏi khu nội đô lịch sử. Đây là hai trong số các nội dung của đồ án quy hoạch phân
khu nội đô lịch sử vừa được Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội công bố vào sáng nay. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội tham dự buổi lễ. Kế hoạch đầu tư, giáo dục đào tạo. 6 đồ án quy hoạch 4 quận là Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng. Để đảm bảo tuân thủ định hướng quy hoạch chung xây dựng thủ đô được duyệt, tổng quy mô dân số tại khu vực Hoàn Kiếm là khu vực khu phố cổ, phố cũ và Hồ Gươm cùng vùng phụ cận cần giảm khoảng trên 215.000 người. Nghĩa là vấn đề đầu tiên Hà Nội cần đối mặt sẽ là việc giãn dân khỏi khu vực nội đô. Với 120.000 dân này thì chúng tôi cũng đã có những cái biện pháp để mà di rời trong cái thời gian tới. Khi mà toàn bộ các đô thị vệ tinh xung quanh Hà Nội được triển khai song song đồng thời, cũng như là các đô thị liền kề của Hà Nội được xây dựng và xác lập, thì toàn bộ cái dân số của nội đô một phần sẽ được di rời ra trong cái bài toán giảm bớt dân đối với khu vực nội đô. Không gian nội đô lịch sử được xác định chủ yếu là công trình thấp tầng, dựa trên quan điểm bảo tồn hình thái kiến trúc các tuyến phố hiện có, bảo tồn trục trung tâm thương mại kết hợp với nhà ở truyền thống, cải tạo lõi bên trong các ô phố. Khu vực Hồ Gươm được bảo tồn hình ảnh đặc trưng với không gian mặt nước và cây xanh quanh hồ, không gian kiến trúc cảnh quan các công trình có giá trị về lịch sử, văn hóa, cách mạng. Quy hoạch phân khu này được duyệt, nó sẽ giải tỏa những cái điểm mà đã bị ách tắc như sau. Thứ nhất, nó sẽ trở thành một cái thứ pháp lệnh trong quản lý đô thị, để những cái dự án nào mà định mà chen chân vào đây nữa thì không còn chỗ nữa. Thứ hai nữa, nó giải quyết được vấn đề gì? Không gian xanh, không gian công cộng, chỗ để xe. Chúng ta sẽ xác định được phép xây đến đâu. Theo đồ án quy hoạch, công trình cao tầng sẽ được bố trí dọc các tuyến đường vành đai, đường hướng tâm và các khu tái thiết đô thị. Tại khu vực xây dựng công trình cao tầng, thành phố sẽ ưu tiên giảm mật độ xây dựng để bổ sung các tiện ích như cây xanh, bãi đỗ xe. Như vậy, sau gần 10 năm chờ đợi, khu vực nội đô lịch sử của thủ đô sẽ có quy hoạch phân khu làm căn cứ triển khai tổ chức đầu tư xây dựng và phát triển đô thị, vừa bảo tồn những giá trị văn hóa lịch sử, vừa thực hiện được mục tiêu xây dựng thủ đô ngày càng văn minh hiện đại. Thưa quý vị và các bạn, nước là thành phần thiết yếu của sự sống và môi trường. Và ngày 22 tháng 3 hàng năm đã được Liên Hiệp Quốc lựa chọn là Ngày Nước Thế Giới nhằm kêu gọi sự quan tâm của cộng đồng về tầm quan trọng cũng như vận động chính sách về quản lý bền vững nguồn tài nguyên nước. Và nhân ngày này, mời quý vị khán giả cùng đến với Hội Phụ Nữ thành phố Sóc Trăng để cùng tìm hiểu về một mô hình cộng đồng tham gia bảo vệ nguồn nước rất hiệu quả của các chị em nơi đây. Những người phụ nữ miền Tây trước đây chỉ lo việc gia đình thì giờ đã thể hiện vai trò của mình trong quản trị tài nguyên nước và bảo vệ môi trường. Mặt nước kinh cái nơi tôi ở trước là còn xài được nước mặt, nhưng mà hiện nay thì nước là không xài được. Môi trường ngày càng một xuống. Qua cái phát động của hội phụ nữ thì tôi thấy mình phải làm gì đó để cho cái nước mặt nó trở lại. Con kênh trước nhà là động lực khiến chị Thia thử sức trong một hoạt động rất mới, quan trắc chất lượng nước. Khi hội phụ nữ tổ chức tập huấn phương pháp kiểm tra độ ô nhiễm nguồn nước, chị Thia đã đăng ký tham gia. Lần đầu tiên, chị được làm quen với các hóa chất, với bảng phân loại màu ô nhiễm. Tụi tôi được tập huấn 3 đợt, rồi xong rồi sau đó thì được hội trang bị cho dụng cụ và các cái hóa chất. Thứ năm hàng tuần, nhóm tụi tôi chia thành 2 nhóm đi quan trắc qua múc nước rồi đo đạc. Nhóm của tụi tôi có tổng hợp và đề xuất là kinh Quảng Khuôn thì bị ô nhiễm. Phường thì cũng tiếp nhận các ý kiến của tụi tôi và tổng hợp gửi thành phố. Nhóm quan trắc của chị Thia có 30 người, chia thành 4 nhóm. Bằng các hoạt động quan trắc nước đơn giản, lấy mẫu nước và theo dõi số liệu định kỳ, các chị xác định mức độ ô nhiễm nguồn nước mặt ở địa phương, từ đó có đề xuất chính sách. Mô hình này do Mạng lưới Sông Ngòi Việt Nam phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sóc Trăng tổ chức. Công tác quan trắc thì đối với tụi tôi là rất xa lạ và cũng rất khó khăn, nhưng mà trong cái ban dự án thì bảo ban nhau. Trẻ lanh lợi thì mình sử dụng làm thư ký để viết, để ghi biên bản và coi số liệu. Các cái số liệu đo đạc đó thì chúng tôi già trẻ với nhau phân ra để mà hỗ trợ nhau. Công sức của tụi tôi thì nhỏ nhưng mà cũng góp phần là gây cái sự chú ý của lãnh đạo địa phương. Không những kinh Quảng Khuôn mà là kinh Cô Bắc, là những con kênh bị ô nhiễm rất là nhiều thì hiện nay đã được cải tạo. Những con kênh từng bị ô nhiễm đã có một bộ mặt mới. Không còn mùi hôi thối, không còn rác thải trên mặt nước.
Tất cả những đổi thay này được bắt đầu từ sự tham gia của những chị em phụ nữ nơi đây. Phong trào tài nguyên nước đó, để thử hàng tháng như vậy đó thì cũng mang lại ích thiết thực cho nhân dân. Mục đích đó thì giữ gìn cho sức khỏe, hai là nguồn nước sinh hoạt, ba nữa đó thì có nguồn nước tưới tiêu cho trong sản xuất. Nó mang cái lợi ích chung cho tất cả bà con ở đây. Thay vì mình nói miệng, mình tuyên truyền thì bà con người ta không có để ý. Nhưng qua cái số liệu rồi số màu, chuyển đổi màu thì các chị sẽ thuyết phục hơn trong cái việc tuyên truyền. Thì chúng tôi dùng 4 nhóm cộng tác viên này qua cái bảng màu này để làm một cái công cụ minh họa cho cái tuyên truyền vận động của hội tôi sẽ được phong phú hơn. Đến đây bản tin thời sự xin được khép lại. Để xem trực tuyến kênh VTV4, quý vị khán giả có thể xem trên website của VTV Go hoặc cũng có thể tải ứng dụng VTV Go trên kho ứng dụng của App Store hoặc Google Play. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.